chào bà con, chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay giới thiệu cho bà con cận cảnh đó là hai con cào cào, nó chăn đất, gọi là chăn đất đôi á bà con, rất là thú vị và rất là hiếm gặp. Thì Cuộc Sống Miền Tây có dịp ghi nhận lại và xin hân hạnh giới thiệu đến bà con. Thì cũng chân thành cảm ơn bà con xem video này, bà con hãy nhớ đăng ký, like, chia sẻ để sớm nhận những video mới nhất. Hẹn gặp lại bà con video kế tiếp.